Hỏi các ai không? Xin chào mọi người. Mấy bạn còn nhớ mình không ta? Hôm nay em sẽ livestream tiếp cái dòng sản phẩm của Đất Nét nha. Đó là kẻ chị mày nè. Đây nè. Rất là xinh luôn. Chỉ 80.000 một cây cho cái em trẻ chị mày này thôi nha mọi người. 80.000 một cây nha. Chỉ 80.000 một cây, nhưng mà hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá cho tháng 8. Một cây như vậy thì chỉ có 80.000 thôi, nhưng mà khi mà mọi người mua nhiều á, mua 5 cây á thì sẽ là 300.000 cho 5 cây nha. Và 10 cây là chỉ là 500.000 thôi ạ. À. Khi mà mọi người vào website của Ucomon đăng ký làm thành viên á thì cái giá nó sẽ khác nữa. Nếu mà mình vào website á, mình đăng ký thì một cây như vậy là 60.000 ạ. Đây, một cây kẻ chị mày như vậy chỉ 60.000 thôi nha. Mình vào website mình đăng ký thì rất có lợi luôn nha mọi người. 5 cây thì chỉ là 250.000 thôi, và 10 cây là 450.000 ạ. Chị em nào mà mình vào mình website đăng ký á, thì cái lần đăng ký website đầu tiên mình sẽ được cộng thêm 50.000 vào tài khoản mua hàng nha. Chị em nào đang xem thì chấm cho em một chấm với ạ. Hiện kẻ chi mày á, bên em có 6 màu, nhưng mà hiện tại á là đã bán cháy hàng hết 3 màu thôi, chỉ còn lại là màu xám, màu nâu và màu đen thôi ạ. Mọi người nhanh tay mua hàng giúp em với. Cái chân mày của mình á, thường thường em thấy đa số á, là nó bị nhạt nè, không có lông mày nè. Mình bắt buộc những kiểu là mình phải, khi mình ra đường á là mình phải kẻ chân mày giống như kiểu là nó phải đi đo với son môi nữa. Nếu mà mình không có kẻ thì nhìn mình không có tự tin được. Nên bởi vậy á, chỉ một cây kẻ chì mày chỉ là 80.000 thôi, nên chị em mình mà muốn làm đẹp thì tranh thủ mua giùm em với nha. Bước ta đi. Chị khuyến mãi trong tháng 8 này, chị em này nhanh lên mua hàng giúp em nha. Còn nữa, nếu mà mọi người mua chị mày nè, mình mua với số lượng nhiều á, mà mình mua với cái hóa đơn mà trên 200.000 á, thì mình sẽ được tặng thêm cái miếng dán móng nha mọi người. Đây, cái miếng dán móng bên em sẽ như thế này ạ. Rất là xinh luôn nha mọi người. Đây em đang dùng. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Y chang là móng thiệt luôn nha. Một bộ móng như vậy á, thường thường là mình thì dùng được 3-4 ngày, nhưng mà khi mà mình kỹ một xíu nữa thì mình có thể chơi. Thì mình có thể để chơi được cả tuần luôn nha mọi người. Một bộ như vậy á là mình có 20 móng nào, mình có dùng được 2 lần nè. Cực kỳ xinh luôn. Chị em nào mà mình không có thời gian mình đi ra ngoài mình làm nail á thì mình có thể làm tại nhà luôn nha mọi người. Mua chị mày nè, mình vừa làm đẹp cho mình nè, mà vừa có những cái bộ móng xinh trên tay mình nữa. Cực kỳ thích luôn ạ. À. Xinh hết. Tao. Nó ghét ghê luôn. Rất là xinh luôn nha, nhanh tay mua hàng giúp em. Qua tới hết tháng 8 này, qua tới tháng 9 thì không có chương trình giảm giá và cũng không có quà tặng luôn nha mọi người. Giờ mình mua thì mình rất là có lợi luôn. Chị em nào mà mình trời ơi, ăn không chịu miếng luôn. Chị em nào mà mình có nhu cầu làm cộng tác viên hay làm sĩ bên em á thì inbox vào trang bay Cocomon giúp em nha. Bên em sẽ có nhân viên check inbox ngay luôn cho mọi người ạ. Chị mày này hiện tại bên em chỉ có 3 màu thôi nha mọi người, đó là màu xám, màu nâu và màu đen nha. Ai đang xem livestream thì chấm cho em một chấm với ạ. 80.000 một cây cho em chị mày như thế này ạ. À.
Mình vào website thì mình đăng ký rất có lợi luôn nha mọi người. Mình đăng ký ở website thì giá của nó chỉ là 60.000 một cây thôi, nhưng mà 5 cây là chỉ là 250, 10 cây là chỉ có 450.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Và cái đăng ký website đầu tiên của mình á, mình sẽ được tặng thêm 50.000 vào tài khoản mua hàng nha. Chị em nào mà mình có thời gian rảnh á, thì mình qua bên cửa hàng của bên em, đó là 187 Tôn Giật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 á. Mình qua mình trải nghiệm massage miễn phí nè, mình soi da đó, để mình xem được cái tình trạng da của mình như thế nào, để mà mình dùng sản phẩm đúng sản phẩm tốt, để cho cái da mặt của mình cải thiện rồi nó sẽ đẹp hơn nha. Chỉ 80.000 cho một em chì mày như thế này thôi nha mọi người. Mua với hóa đơn trên 200.000 mình sẽ được tặng thêm cái miếng dán móng như thế này. Đây, cái miếng dán móng này rất là xinh luôn nè, nhìn rất là sang. Nhanh tay mua hàng giúp em nha mọi người ơi. Mình mà để hết chương trình khuyến mãi là mình rất là bị thiệt thòi luôn nha, không có được giảm giá nè. Mình bị chó. Mình không được không, mình không được giảm giá nè, mình cũng không được thêm cái quà tặng nữa. Bởi vậy hiện tại nếu bây giờ mình mua được thì mình inbox ngay vô cho Trang Bay em luôn ạ. Kể từ ngày hôm nay thì cái chân mày của mình sẽ không còn khó nữa, bởi vì các bạn đã có kẻ chì mày của đất nét đây ạ. Tha hồ tạo dáng chân mày luôn nha. Mình kẻ theo cái phong cách nè, theo sở thích của mình luôn. Và cái bột chì kẻ mày này nó rất là mịn luôn à. Đây, nó rất là mịn luôn nha. Và nó có thêm một cái đầu nữa, nó là cái đầu chuốt nè mọi người. Cái đầu chuốt của nó có thiết kế giống như là cái hình xoắn ốc vậy, nó giúp định hình lại cái chân mày của mình sau khi mình kẻ nó được hài hòa và nó được đều hơn á. Đây. Cái đầu chải của nó như hình xoắn ốc luôn nè mọi người. Định hình chân mày giúp chân mày của mình tự nhiên hơn nha. Rất là xinh luôn ạ. Hai đầu kẻ, một đầu kẻ và một đầu chuốt nha mọi người. Dạ em chốt lại là một cây chì mày như thế này là 80.000 nha mọi người. 5 cây có giá là 300.000 và 10 cây có giá là 500.000 ạ. Nếu mà mọi người mà vào website cucumon.vn mình đăng ký làm thành viên mua hàng á, thì mình một cây chì mày như vậy chỉ còn là 60.000 thôi, 5 cây chỉ là 250 và 10 cây là chỉ 450.000 thôi ạ. Cái lần đăng ký website đầu tiên làm thành viên của bên em á, thì mình sẽ được tặng thêm 50.000 vào tài khoản mua hàng nha. Rất là rẻ luôn. Chị em khi mà mình vào website mình đăng ký thì rất là có lợi, nên chị em nào mà mình muốn mua hàng á, thì mình nên đăng ký trong website giúp em ạ. Và mình mua với cái hóa đơn trên 200.000 thì mình sẽ được tặng ngay cái miếng dán móng như thế này nha. Rất là xinh luôn nha mọi người. Đây, chỉ áp dụng trong tháng 8 này thôi à, để qua tới tháng 9 là sẽ không còn cái giá ưu đãi này nữa đâu nha. Chị em nào mà mình có nhu cầu làm sỉ hoặc là cộng tác viên bên em á, thì mình inbox vào Trang Bay Cucumon giúp em, mà bên em sẽ có nhân viên check inbox ngay cho mọi người luôn nha. Em xin kết thúc buổi livestream ngày hôm nay ạ.